Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khải xin dẫn các em toán lớp 7 sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em khai quảng cáo, các em xem phát quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình xong bài số 3 biểu đồ đạo hạnh, trang 102 đến 107. Sách Chân Trời Sáng Tạo. Trước hết mình sẽ có câu hỏi đầu bài. Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng hay giảm của số liệu theo thời gian trong mảng dữ liệu sau. Như đây là mình thấy là của bảng dữ liệu điểm toán của bảng tố trong 5 tuần liên tiếp. Tuần 1 thì được điểm 8, tuần 2 điểm 6, tuần 3 điểm 6, tuần 4 điểm 9 và tuần 5 điểm 10. Như mình thấy là từ tuần 1 qua tuần 2 là giảm 2 điểm. Tuần 2 tới tuần 3 là giữ nguyên điểm, không thay đổi. Giờ tuần 3 tới tuần 5 là tăng 4 điểm. Đúng này. Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sau. Như giờ mình sẽ có nhận xét. Như giờ mình sẽ nhận xét là điểm của bạn Tú. Ở tuần 2 giảm so với tuần 1. Đúng này. Ở đây cụ thể là giảm 2 điểm. Giờ tiếp theo là tuần 3 là giữ nguyên so với tuần 2, có nghĩa là không thay đổi. Điểm của bạn Tôn. Ở tuần 3 giữ nguyên so với tuần 2. Tiếp theo là điểm của bảng toán ở tuần 4 sẽ tăng so với tuần 3. Tuần 4 tăng so với tuần 3. Đúng này. Ở đây là tăng 3 điểm. Và cụ thể tiếp theo là tuần 5 sẽ tăng so với tuần tuần 4. Ở đây cụ thể sẽ là tăng 1 điểm. Giờ như là mình đã nhận xét xong, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo số 1, mình sẽ học về phần giới thiệu biểu đồ đoạn hạnh. Trong hình dưới đây, dãy số được ghi trên các điểm có đánh dấu theo thứ tự biểu diễn số ly trà sữa bán được của tiệm chân châu vào các ngày trong tuần. Em hãy cho biết số ly bán được lần lượt trong các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, số liệu vừa đọc được tăng hay giảm. Mình sẽ quan sát biểu đồ đoạn hạn ở đây. Số ly trà sữa bán được trong tuần của tiệm chân châu, mình thấy là chủ nhật là bán được 50 ly, thứ hai bán được 42 ly, thứ ba bán được 35 ly, thứ tư bán được 20 ly, thứ năm bán được 35 ly, thứ sáu bán được 48 ly và thứ bảy bán được 62 ly. Như vậy người ta yêu cầu mình hãy cho biết là số ly lần lượt bán được có thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mình thấy là thứ ba bán được 35 ly, thứ tư bán được 20 ly và thứ năm bán được 35 ly. Thì mình thấy là thứ tư sẽ là giảm so với thứ ba. Đúng này. Và thứ năm sẽ tăng so với thứ tư. Đúng này. Như vậy là mình sẽ trả lời câu hỏi như sau. Như vậy mình sẽ cho biết số ly lần lượt bán được
trả lời là số ly. Bán được của tiệm trân châu. Lần lượt trong các ngành. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, lại số ly bán được của tiệm Trân Châu lần lượt trong những ngày thứ ba, thứ tư, thì mình thấy là thứ ba sẽ 35 ly nè, đúng nè, còn thứ tư là 20 ly và thứ năm sẽ 35 ly, đúng nè. Giờ người ta hỏi là số liệu vừa đọc được tăng hay giảm, thì mình thấy là thứ tư sẽ giảm so với thứ ba và thứ năm sẽ tăng so với thứ tư, đúng không? Như vậy là số ly bán được của thứ tư, của ngày thứ tư giảm so với thứ ba. Đúng này. Và mình thấy là thứ năm, ngày thứ năm thì tăng so với thứ tư, đúng này, so với ngày thứ tư. Như số ly bán được của ngày thứ tư sẽ giảm so với ngày thứ ba và ngày thứ năm thì tăng so với ngày thứ tư, đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp vào bài giảng. Giờ tiếp theo, để biểu diễn sự thay đổi số liệu của mỗi đối tượng theo thời gian, người ta thường sử dụng biểu đồ đoạn khẳng. Biểu đồ đoạn khẳng gồm có hai trục vuông góc với nhau, trục ngang sẽ biểu diễn mốc thời gian và trục thẳng đứng sẽ biểu diễn độ lớn của dữ liệu. Các đoạn khẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc cho ta thấy sự thay đổi của dữ liệu theo các mốc thời gian. Giờ mình xem ví dụ một. Từ biểu đồ đoạn khẳng ở hoạt động một ta lập được bảng thống kê sau. Như là số ly trà sữa bán được của trong tuần của tiệm Trân Châu. Chủ nhật là bán được 50 ly, thứ hai là 42 ly, thứ ba 35 ly, thứ tư 20 ly, thứ năm 35 ly, thứ sáu là 48 ly và thứ bảy sẽ là 62 ly. Thì mình thấy là số ly trà sữa được bán được ngày thứ hai so với ngày chủ nhật là giảm từ 50 xuống 42 ly. Đúng không? Còn số ly trà sữa bán được từ của ngày thứ năm thì sẽ tăng so với ngày thứ tư, từ 20 tăng lên 35, đúng không? Giờ tiếp theo phần số 2, mình sẽ học vẽ biểu đồ đoạn khẳng. Để vẽ được biểu đồ đoạn khẳng biểu diễn số liệu thống kê, ví dụ một, ta sẽ dựa vào các bước sau. Bước 1, mình sẽ vẽ một trục ngang và thẳng đứng vuông góc với nhau. Trục ngang mình sẽ ghi các mốc thời gian gồm có chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Như trục ngang chính là trục thời gian.
Còn chụp hẳn đứng chính là chụp số liệu. Ở đây chính là số lượng ly bán được. Thì mình sẽ chia các phản đều nha. Mỗi phản là 10, 20, 30, 40, 50, 60 và 70. Đúng nè. Ví dụ như chủ nhật bán được 50 ly thì mình sẽ đánh dấu ở vị trí ngang qua cái số 50. Thứ hai bán được 42 ly, mình sẽ đánh dấu ở đây. Và thứ ba bán được 35 ly, mình đánh dấu ngang qua số 35. Đúng nè. Bước 2, tại mỗi mốc thời gian trên trục ngang, đánh dấu tại một điểm cách điểm mốc thời gian theo chiều hẳn đứng được một khoảng bằng của số liệu được mốc thời gian đó tương ứng phản chia trên trục hẳn đứng. Đúng này. Thì mình sẽ từ hẳn đứng mình chiếu ra. Ví dụ là 35 thì từ cái khoảng 35 mình chiếu ra tới cái thứ ba này đánh dấu một điểm. Thứ tư mình sẽ chiếu lên và từ 20 đánh dấu chiếu ngang đánh dấu một điểm. Đúng này. Giờ sau đó mình sẽ vẽ các đoạn hẳn nối từng cặp điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp tới được các đường gấp khúc biểu diễn sự khởi đầu của số liệu theo thời gian trên. Như vậy sau khi đã xác định các điểm thì mình sẽ nối các điểm này lại thì mình sẽ được đường các đường gấp khúc đúng này. Bước 3 thì mình sẽ hoàn thành biểu đồ gồm có ghi tên biểu đồ, ghi chú các giá trị số liệu như là 50, 42, 35, 23, 20 đúng này. Ghi chú các giá trị số liệu tại các đầu đoạn hẳn đúng này. Ghi đơn vị trên hai trục, đơn vị ở đây sẽ là ngày và đơn vị ở đây chính là số ly. Thì mình sẽ hoàn thành được cái biểu đồ. Thì biểu đồ đo đoạn hẳn thì mình cũng cũng đơn giản. Mình xác định các điểm nối lại khi mình sẽ được đoạn hẳn. Giờ tiếp theo ví dụ 2, mình sẽ vẽ biểu đồ đoạn hẳn biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê dưới đây. Như bảng này mình sẽ gồm có hai cột, cột thứ nhất là ngày từ thứ hai tới chủ nhật. Và cột tiếp theo là số chai nhựa của lớp 7A khu gom được thứ hai gom được 62 chai, thứ ba 80, thứ tư 92, thứ năm 70, thứ sáu 40, thứ bảy chủ nhật, thứ bảy là 105 và chủ nhật là 168. Thì chủ nhật rảnh dỗi nên sẽ khu được nhiều chai hơn. Chỗ này. Giờ mình xem cách người ta giải, đến chút nữa mình sẽ vẽ biểu đồ tương tự nha. Dữ liệu trong bảng trên được biểu diễn thành biểu đồ đoạn hẳn như sau. Chưa hết là mình thấy là thứ hai là 60. Đây, như là cột ngang mình sẽ biểu diễn thời gian chính là ngày từ thứ hai chủ nhật. Còn trục đứng mình sẽ biểu diễn số liệu chính là số chai nhựa của lớp 7A khu gom được. Đúng không? Thì mình thấy là giá trị cao nhất ở đây là 168 và giá trị thấp nhất sẽ là 40. Đúng không? Nhưng mình sẽ biểu diễn như sau. Như vậy trục ngang mình sẽ biểu diễn trục thời gian chính là từ thứ hai thứ 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Và trục đứng chính là số chai nhựa. Thì mình thấy là thấp nhất 40 và cao nhất là 168 nên mình sẽ chia đều ra mỗi khoảng là 20. Đến mình sẽ chia sao cho lớn hơn cái số 168, chính là 180 là được. Thứ hai là 62 chai thì mình sẽ chấm một điểm tại vị trí ngang với số 60 lên một chút chính là 62. Và thứ ba thì được 80 chai mình sẽ chấm một điểm ngay cái vạch của 80. Thứ tư là 92. Như ở đây 80, đây là 100 thì giữa là 90 lên một chút là 92. Tương tự thứ năm sẽ là 70. Thứ sáu là 40, ngang vạch 40. Đúng không? Thứ bảy là 105. Và chủ nhật là 168. Xác định các điểm xong mình nối lại thì mình sẽ được một biểu đồ đoạn hẳn. Mình sẽ thêm tiêu đề của biểu đồ, tiêu đề của trục ngang và tiêu đề của trục đứng. Đúng không? Giờ các số liệu ở đây. Như vậy đó là cách mình sẽ vẽ một biểu đồ đoạn hẳn. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu thực hành số 1. Bảng dữ liệu sao cho biết số cá bắt được khi cắt vó trong mỗi giờ từ 7 giờ đến 12 giờ của bạn cát. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn hẳn biểu diễn bảng dữ liệu sau. Như vậy là số cá bắt được khi cắt vó từ 7 giờ tới 12 giờ của bạn cát như sau. Giờ cắt vó gồm có 7 giờ thì bắt được là 8 con cá. 8 giờ bắt được 6 con, 9 giờ bắt được 3 con, 10 giờ bắt được 10 con, 11 giờ bắt được 7 con và 12 giờ bắt được 9 con. Như ở đây mình sẽ vẽ một biểu đồ trục ngang sẽ biểu diễn thời gian từ 7 giờ tới 12 giờ. Trục đứng mình sẽ biểu diễn số con cá bắt được đúng không? Như 7 giờ mình sẽ biểu diễn như sau. Như vậy số cá bắt được từ khi cắt vó
từ 7 giờ tới 12 giờ qua em các. Như chục ngang mình sẽ biểu diễn giờ từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Qua chục đứng mình biểu diễn số con cá bắt được. Thì mình thấy là số lớn nhất ở đây là số 10, nhỏ nhất là số 3, nên mình sẽ chia các phản đều nhau là 2, đúng không? Và cái số lớn nó này phải lớn hơn cái này là được nha. Như vậy là mình thấy là thứ 7, 7 giờ khi bắt được là 8 con cá, mình sẽ xác chấm một điểm ngang với số 8. 8 giờ bắt được 6 con cá, chấm điểm này. 9 giờ bắt được 3 con cá, 10 giờ bắt được 10 con cá, 11 giờ bắt được 7 con cá, 12 giờ bắt được 9 con cá. Mình sẽ nối các điểm là khi mình sẽ được biểu đồ đoạn khác như này. Giờ sau đó mình sẽ thêm tiêu đề, có biểu đồ tiêu đề của cột qua giá trị của gì không? Hàng qua cột. Giờ như mình sẽ trả lời xong câu thực hành 1, mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu vận dụng 1. Câu vận dụng 1, trong các đoạn đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc trong biểu đồ ở ví dụ 2, em hãy cho biết đoạn nào là dốc lên, đoạn nào là dốc xuống. Và câu B, ngày nào lớp 7A thu gom được trên 100 chai nhựa. Thì mình quan sát lại biểu đồ đoạn thẳng của ví dụ 2, chính là số chai nhựa có lớp 7A thu gom được. Thì mình thấy là đoạn nào dốc lên. Thì đoạn dốc lên là từ từ đây tới đây. Có nghĩa từ thứ hai đến thứ tư sẽ là dốc lên, và từ thứ sáu đến chủ nhật là dốc lên. Còn dốc xuống thì chính là từ thứ tư đến thứ sáu, đúng không? Như vậy là mình sẽ trả lời câu A trước nhé. Như đoạn nào dốc lên thì mình trả lời là đoạn dốc lên. Là từ thứ hai đến thứ tư, đúng không? Và từ thứ sáu đến chủ nhật. Còn đoạn dốc xuống, chính là từ thứ tư đến thứ sáu. Tiếp theo là câu B. Câu B thì người ta hỏi là ngày nào lớp 7A thu gom được trên 100 chai nhựa. Thì mình thấy là trên 100 chai nhựa chính là vào thứ 7 và chủ nhật là trên 100, đúng không? Như vậy câu B các em trả lời là ngày thứ 7 và chủ nhật. Như vậy là câu B các em trả lời là ngày thứ bảy qua chủ nhật lớp 7A thu gom được trên 100 chai nhựa nha. Giờ như là mình xong câu vận dụng 1 nha. Giờ câu vận dụng 1 các em thứ bài, các em sẽ bấm khích video hãy biết các em thứ bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 3. Đọc và phân tích dữ liệu từ biểu đồ nào khác. Muốn đọc và phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ đoạn khẳng, ta cần chú ý các đặc điểm sau. Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì, đơn vị thời gian là gì, thời điểm nào thì số liệu cao nhất và thời điểm nào số liệu thấp nhất, số liệu tăng trong khoảng thời gian nào và số liệu giảm trong khoảng thời gian nào. Thì các em sẽ phân tích theo những cái ý này nha. Giờ mình xem ví dụ 3. Cho biểu đồ đoạn khẳng lượng mưa 7 ngày đầu của tháng 6 năm 2019 tại Đắk Lắk. Ngày 1 là 5 mm, ngày 2 là 2 mm, ngày 3 là được 12 mm, ngày số 4, ngày thứ 4, ngày 4 là 7 mm, ngày 5 là 8 mm, ngày 6 là 4 mm và ngày 7 là 3 mm. Như mình xem cách người ta phân tích nha. Phân tích biểu đồ đoạn khẳng trên như sau. Thì biểu đồ sẽ biểu diễn thông tin về lượng mưa tại tỉnh Đắk Lắk trong 7 ngày đầu tháng 6 năm 2019. Đơn vị thời gian chính là ngày. Đơn vị số liệu chính là mm. Mình thấy là ngày nào sẽ cao nhất thì chính là ngày 3 đến 12 mm. Còn ngày thấp nhất là ngày nào? Chính là ngày 2 chỉ có 2 mm thôi. Đúng này. Như ngày 3 tháng 6 lượng mưa cao nhất là 12 mm và ngày 2 tháng 6 lượng mưa thấp nhất sẽ là 2 mm. Tiếp theo lượng mưa giảm. Thì lượng mưa giảm thì mình thấy từ ngày 1 tới ngày 2 giảm. Từ ngày 3 tới ngày 4 giảm, từ ngày 5 tới ngày 7 sẽ giảm, đúng không? Còn tăng thì là từ ngày 2 tới ngày 3 và từ ngày 4 tới ngày 5. Như lượng mưa giảm giữa các ngày 1, 2, 3 đến 4, 5 tới 6 và 6 tới 7. Còn giờ lượng mưa giảm giữa các ngày 2 đến 3 và 4 tới 5. Được rồi. Giờ các em xem quan sát kỹ cách người ta phân tích biểu đồ để mình sẽ làm bài tập tương tự nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu thực hành số 2. Hãy phân tích biểu đồ đoạn khẳng sau. Như giờ mình sẽ quan sát đây là lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình thấy là trục ngang này biểu diễn các ngày, các tháng. Đây là tháng chứ không phải là ngày. Tháng 1, từ tháng 1 tới tháng 12. Còn đây là lượng mưa tính theo mm. Tiểu này. Như đây là biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sau. Như vậy đây là biểu đồ biểu diễn thông tin về lượng mưa. Trung bình các hãng năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng này. Giờ mình thấy đơn vị thời gian chính là kháng. Và đơn vị số liệu chính là mm. Mình thấy là lượng mưa tháng nào cao nhất thì chính là tháng tháng 9 cao nhất, đúng không? Và tháng 2 sẽ là thấp nhất. Và tháng 2 có lượng mưa thấp nhất.
Giờ lượng mưa tăng thì mình thấy là lượng mưa sẽ tăng từ từ tháng 2 tăng đến tháng 6 và từ tháng 8 đến tháng 9 đúng không? Còn lượng mưa giảm là từ tháng 1 đến tháng 2, từ tháng 6 đến tháng 8 và từ tháng 9 tới tháng 12. Như lượng mưa sẽ tăng giữa các tháng. Tháng 2 đến tháng 6 và tháng 8 đến tháng 9 và lượng mưa giảm giữa các tháng. Tháng 1 tới tháng 2, tháng 6 đến tháng 8, tháng 9 đến tháng 12. Giờ như là mình đã phân tích xong biểu đồ của mình xong, đúng không? Giờ như là mình xong câu thực hành số 2 nhé. Giờ câu thực hành số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu vận dụng 2. Câu vận dụng 2, nếu quy ước rằng lượng mưa của mỗi tháng trong mùa mưa phải trên 100 mm, em hãy cho biết là mùa mưa tại thành phố Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ tháng nào và đến tháng nào thì kết thúc. Như vậy là mình xem là biểu đồ thì lượng mưa trên 100 thì chính là tháng 5 nè. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì những tháng này là trên 100. Như vậy có nghĩa là tháng mưa sẽ bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào lúc tháng 11, đúng không nào? Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sau. Như mình thấy là các tháng có lượng mưa trên 100 mm là từ tháng 5 đến tháng 11, đúng không nào? Như mình kết luận là vậy mùa mưa tại thành phố Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, đúng không? Đến tháng 11 thì kết thúc. Giờ như là mình xong cái vận dụng số 2 nhé. Giờ câu vận dụng số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm khích video để biết là các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Phần bài tập thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ nó xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các thầy giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.